Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái món quất ngâm với đường này, vừa là dùng làm nước giải khát. Nhiều khi mà mình ho mình ngậm với quất ngâm đường này cũng rất là hiệu quả. Các bạn có thể dùng đường phèn này, đường thông thường này, đường cát, đường trắng ấy, và một cái hũ này và một ít muối nữa. Đây là những nguyên liệu mình cần nhé: muối này, một cái hũ sạch này để ráo nước này, khô nước này, một chút muối này để ngâm với, đây một thìa ăn phở muối này để mình ngâm với quất để cho quất của chúng ta nó sạch và sóc nó lên nhé. Sau đó mình đổ nước vào để ngâm muối khoảng 15 đến 20 đến nước muối loãng với quất khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch nhiều lần rồi để thật ráo nước thì mình mang đi mình ngâm, mình được chỉ hiền nhất để mình ngâm với đường. Ngâm với đường thì rất là đơn giản thôi, các bạn dùng đường phèn thì nó mát hơn, còn dùng đường cát thì nó sẽ hơi nóng. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách ngâm như thế nào nhé. Và bây giờ các bạn cho nước vào để các bạn ngâm với muối để cho nó sạch đã nhé. 15-20 phút sau thì mình sẽ mang đi mình rửa sạch lại nhiều lần. Mình sẽ mang đi mình rửa sạch lại nhiều lần với nước lọc thông thường và để thật khô thật ráo thì lúc đấy mình mới mang đi mình chế biến nhé. Không là nếu mà để mà vẫn còn ướt ấy thì khi mà chúng ta chế biến ấy thì nó sẽ làm cho quất của chúng ta nó bị nên váng khi mà chúng ta ngâm ấy. Đây, đợi khoảng 15-20 phút sau mình sẽ mang đi rửa sạch lại nhé. Mình đã rửa xong nhé và để cho nó ráo nước rồi thì các bạn cắt cho mình cái cuống đi nhé. Bình thường ấy thì mình nếu mà ngâm cái này ấy thì hay bỏ cái hạt đi, sợ nó đắng ấy. Nhưng khi thấy cái hạt này nó lại có rất là nhiều tác dụng, ngay cả khi mà chúng ta trị ho ấy, nên nó hơi đắng một chút thì các bạn cũng nên để nhé, thì nó tốt hơn nhé. Và mình sẽ cắt làm đôi như này thôi và không cần bỏ hạt. Và bây giờ các bạn cho luôn vào một cái âu cho mình nhé. Cắt làm đôi luôn, cho vào cái âu để tí nữa mình ướp đường trước, ướp đường cho nó tan hết đường đi thì cho mình mới cho vào cả cái nước, cả đường này vào cái hũ thủy tinh nhé. Hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa để thật khô ráo nước. Và các bạn ướp đường thì thường thường ấy thì mình ướp đường thì giả dụ 1 cân quất này thì mình ướp 500-600 g đường thôi, đường phèn hoặc là đường phèn hoặc là đường gì nhỉ, hoặc là đường kính ấy, hay là đường cát ấy, thông thường cũng được nhé. Vì mình muốn nó vừa có tác dụng trị ho lại vừa có dùng để giải khát ấy, cho nên mình không bỏ hạt. Còn bỏ hạt thì rất là đơn giản thôi, các bạn bỏ cái hạt này đi bằng cách là các bạn bóp ra cái dụng cụ bóp vắt nước cam ấy thì mình sẽ bỏ được cái hạt đi, và cái nước mình để mình ngâm cùng và cái vỏ này thì các bạn cứ ngâm cùng. Và nhớ là phải rửa thật sạch nhé và để ráo nước nhé, và rửa với muối như vậy thì cho hết vi khuẩn này. Cái cuống này nó rất là bẩn cho nên dù có rửa sạch thì nó vẫn có những cái cặn ở trong đấy, nên các mình nên bỏ đi, bỏ cái cuống đi nhé. Cắt làm đôi. Đường khoảng nửa ngày đến một ngày cho đường nó tan hết, hòa quyện hết thì sau đó mình mới cho vào lọ nhé, cả đường. Và đây mình dùng đường cát trắng này cho nó đơn giản này.
Mình thường thường là với một cân quất thì mình sẽ dùng 500 g đường. Mình dùng nửa quất nửa đường. Các bạn đợi cho nó hòa tan hết nhé. Để tăng hiệu quả hơn thì cho vài hạt muối cũng được nhé. Muối trắng ấy, mới sạch ấy nhé. Và các bạn trộn đều lên. Trộn đều này luôn. Thỉnh thoảng cứ khoảng 1-2 tiếng thì trộn một lần. Và đợi đến khi nào nó hòa tan hoàn toàn nhé. Thì mình mới ngâm nhé. Mình ướp được nửa ngày ấy, nó tan hết đường rồi nhá, thì mình múc vào nhá. Không nên đun, vì nếu mà đun thì nó sẽ mất đi cái dinh dưỡng ấy, trong cái quả này ấy. Nên mình cứ múc vào này và các bạn để ngoài trời thêm khoảng một ngày nữa, rồi sau đó cất vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần nhé. Dùng cả năm nó cũng không hỏng ạ, nếu các bạn làm đúng theo cái các bước như mình ấy. Để thêm một ngày nữa để cho nó tan hoàn toàn ấy, sau đó mình cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Và mỗi khi mình dùng thì các bạn lấy vài cái nát này và 1-2 thìa si dô và cho thêm ít nước ấm vào, nước đun sôi ấm ấm ấy, và để cho hòa tan lên, sau cho vài cục đá vào nếu các bạn mà muốn uống giải khát. Không thì nếu mà uống để trị ho thì uống khi nước nó còn ấm nhé, đừng cho nước nóng, chỉ cho nước ấm ấm thôi. Hoặc là các ngậm ngậm vài cái nát này các bạn ngậm ấy, để nó trị ho cũng được nhé. Còn nếu mà uống giải khát thì mình cho đá vào. Rồi bây giờ đổ cái nước này vào nhé. Để nó nghĩa là chưa tan hoàn toàn nên mình sẽ để thêm một ngày nữa ngoài trời ấy, cho nó tan hoàn toàn, cho nó các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh cho mình nhé. Để đậy nắp kín lại cho mình. Rất là đơn giản như này thôi. Còn nếu mà để ngoài trời ấy, thì thỉnh thoảng các bạn mở vung ra để cho cái không khí nó ra ấy. Vài ngày các bạn mở vung một lần để cho nó không bị váng nhé. Và như vậy là mình đã làm xong một cái nọ ngâm ấy. Si dâu như thế này rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.